Xin chào tất cả các bạn, sau đây Còi Xốp xin giới thiệu cho các bạn một món phụ kiện trang trí, đó chính là bấm lỗ tạo hình. Phụ kiện trang trí này có rất là nhiều hình, đầu tiên là hình chiếc lá, hình máy bay, hình ô tô, hình ngôi sao, hình bông hoa năm cánh, hình trái tim, hình cỏ may mắn. Vậy thì cách sử dụng của nó như thế nào? Xốp sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng bấm lỗ tạo hình này. Ví dụ trên tay Xốp là một hình con bướm, chúng ta có thể sử dụng để trang trí sách vở. Các bạn có thể quan sát thấy này, chúng ta dùng tờ giấy kẹp vào khe của bấm lỗ tạo hình, sau đó chúng ta dùng tay chúng ta bấm. Chúng ta có thể dùng để trang trí quyển sách của mình này, trang trí thiệp, tặng quà sinh nhật để tạo hình. Trên hình là hình gì thì chúng ta bấm sẽ ra hình đó, ví dụ đây là hình con bướm. Và chúng ta có thể lấy những các cái rời này để trang trí thêm vào bên trong cũng được. Rất là chúng ta có thể tạo nhiều màu khác nhau để trang trí. Và giá của một cái bấm lỗ tạo hình này chỉ có 35.000 một chiếc thôi các bạn ạ. Bạn nào đặt hàng thì liên hệ với Xốp theo số điện thoại 0166 287 3398 để được đặt hàng. Trên Facebook hoặc Zalo đều được các bạn nhé. Các bạn như vậy Xốp đã giới thiệu xong món phụ kiện. Các bạn thấy video của Xốp hay thì hãy cho Xốp xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Xốp. Xốp xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.